Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Và cũng đã khá là lâu, cách đây hơn 3 tháng trôi qua rồi, từ cái thời mà Hoàng Binh 40 lần mới ra được cái nỏ. Thì ở server này thì sau khi tìm hiểu và cũng đã mua được một cái phôi cũng khá là ưng ý. Và ở video này thì Khải sẽ hóng cái phôi này về cái nỏ nha. Nói chung là nếu về cái nỏ thì tuyệt vời nè. Đây cho anh em xem cái phôi. Đây phôi của Khải mua được đây. Đó. Đó. Giờ 3960. Cái phôi này so với thời điểm hiện tại bây giờ thì Khải thấy nó khá là đẹp rồi anh em, tại vì Khải mua trên 40 này nọ các kiểu nhưng mà không ai bán. Hôm trước thì cũng có một cái nọ 4160 của hai lúa nè. Anh em có xem video trước Khải sau đồ hai lúa thì anh em cũng biết. Cây của hai lúa mua 45 kim anh em. Cây của hai lúa là 41, tương đối như cây Khải luôn. 41 và 60 hay 61 gì đó. 60 hay 61 đó, nói chung là hơn Khải 2 điểm và hơn 1% thôi. Thì ông hôm trước Khải có ngỡ ý mua thì ông bảo là 35 kim anh em. Ông sai rồi, ông bán là 35 kim, một kim lỗ 10 kim. Nhưng mà Khải không mua. Thì hôm nay thì sắm được cái phôi nè, sắm được cái phôi này. Và hiện tại tính ra cái thời điểm hiện tại bây giờ Khải nói mà tầm một lần hống binh tầm này nó cũng dao động tầm một kim hai anh em. Hống binh một lần một kim hai anh em ơi. Đó, nói chung là cái phôi này Khải mua rồi đúng không? Mà bây giờ mà tính ra so với cái cây nọ của hai lúa thì 35 kim. Thì nếu mà Khải hống binh trong vòng trên dưới 25 lần, trong vòng trên dưới 25 lần đổ lại thôi mà nó ra được nọ là coi như Khải lời nè. Đó, nếu mà ra được nọ Khải lời một khúc nha. Còn không ra nọ thì coi như là xong. Đó. Rồi, anh đen ngô, anh đen ngô lông rái không thấy. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta còn hống binh anh em ơi. Rồi, để coi thử như thế nào đây. Khá là nhiều anh em bảo hống binh một hai phát ra luôn. Đã biết mình như thế nào đây. Đây, mà hôm nay thì không có clone clip gì đó anh em ơi. Không có clone clip luôn. Anh em hôm trước cứ dắt đầu cứ clone hóng toàn xịt. Ok, hôm nay Khải chơi thẳng mạnh luôn. Chơi cái chính luôn em. Không clone đồ gì anh em mất công. Rồi, lên. Lên xuống rồi. Lên. Ít những 50 vạn ở đậu sao nó làm dụng mình thế. Đó, anh em đã Khải rút tiền đó. 50 vạn anh em ơi. 50 vạn. 50 vạn một lần hóng. Rút tiền ơi. Sao nó chưa rút tiền trời. Khải rút luôn đi. Khải rút 500 vạn này. Rồi. Vô nha anh em. Ra chỗ vánh vứt ra nhật lại đi Khải à. À đủ nữa bí kíp nữa. Thôi anh em đủ bí kíp nhiều quá. Cứ hên xui thôi anh em ơi. Hello 140 anh em đang xem nha. Like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Vô. Hấn đổi binh khí. Một lần hấn binh là một bộ tam sức thạch này 200 xu với lại một hấn binh thạch nha anh em, với lại 50 vạn với lại 50 điểm phúc duyên. Đó. Mở. Quay lại nữa. Ok, cố gắng 5 lần lên nha anh em, cố gắng 5 lần lên nha. Khui. Ủ má ra đau anh em ơi, chết rồi, chết rồi. Ra đau. Đậu xanh. Đau mình không có xài anh em, đau này thì không có xài. Đâu. Đau. Cái đau anh em ơi, đủ cố gắng là cái nọ coi. Nọ lại đánh coi anh em, đậu xanh. Rồi tiếp tục lần 2 anh em ơi, không đợi anh em chờ đợi lâu. Lên là được rồi, lên là thấy ưng rồi anh em. Lên là thấy mừng rồi anh em. Rồi, đây nè. Xuống ngồi xuống. 1. Quỳ 5 lần à, 2. Đó, anh em thấy quỳ 5 lần đúng không? Quỳ lạy Hoàng Kim Tôn Giả, 3. Đúng chưa? 4. Rồi, quỳ lạy Hồng Kim Tôn Giả 5 lần cho xin cái nỏ đi anh em ơi. 5 lần. Cho cái nỏ đi anh em. Đậu xanh bên server kia mất một khúc rồi. Đủ mất tiền nữa. Ủa mình rút tiền rồi mà ta. Ông tu ngáo rồi. Không rút anh em. Khởi chính lại coi. Đó, 2 lần. Rút tiền ơi. Gì rút 10 vạn rồi. Chấm vạn luôn. Rồi, làm lại thôi anh em ơi. Bí kíp. Xin cái đá xe mang vậy. Rồi, tiếp tục lại rồi, đậu rồi. Rồi, quỳ lại anh Hoàng Kim Tôn Giả 5 lần anh em. Đó, bí kíp của anh em ấy, bí kíp của anh em truyền lại ấy. 1 lần. Được chưa? 2 lần. 3 lần. Bí kíp á, bí kíp của anh em ấy. 4 lần. Hoàng Kim Tôn Giả ơi, cho xin cái nỏ. 5 lần. Rồi, xin cái nỏ anh trai. Anh trai cho em xin cái nỏ anh trai ơi. Chà, đồ mất nguyên liệu thôi xong rồi, chết mẹ rồi. Kiểu này toan rồi. À, hay, dư đâu, lấy anh 3 cục. Đấy, anh 3 cục.
Tương dương bán ngựa, con thở là con gỡ nè, đậu xanh mới. Ok ok anh em, đó, sau khi dứt được ba cục hồng binh nữa thì múc tiếp. Đó, lần hai xịt nè mày, hai xịt này, hai xịt rồi. Vô hồng binh vũ khí, xin cái nó, xin cái nó, đụng kiếm không? Má kiểu này khi nào mình nó gọi từ phi đao, đao kiếm, phi đao đao kiếm, phi đao đao kiếm, độ ra kiếm rồi nè mày. Chỗ này cái ra nỏ thì mình mới đánh được thôi, còn kiếm thì mình sắp mạch rồi. Rồi tiếp tục, cố lên anh em. Anh em đang xem cho một like anh em ơi. Một like đây, like chia sẻ đi anh em, like chia sẻ đi anh em ơi. Lâu rồi mới có một cái series hóng bên cho anh em xem. Mong rằng nó sẽ thành công và không như 40 lần hóng như trước anh em ơi. U xanh 40 lần hóng như trước, toàn luôn ấy. Khải out game ra vô lại đi. Khải rút kinh nghiệm rồi. Sau khi nhiều lần hóng thì không nên ở một game nhiều anh em. Ao game vô lại. Đó. Khải ao game vô lại. Hello anh em nha. Xịt đi đỡ còn có cá đợi xem ạ. Vãi nồi. Video này Khải rút lại trên kênh em. Video Khải này Khải rút lại trên kênh nha. Anh em nào xem rồi thì có thể lên trên kênh ủng hộ một like. Còn anh em nào chưa xem thì cũng có thể ủng hộ một like, một chia sẻ chơi nha anh em. Rồi tiếp tục. Sau khi thoát ạc thì bây giờ Khải tiếp tục. Nói chung anh em có ủng hộ thì Khải sẽ cố gắng. Đó. Tiếp tục anh em. Đủ mắc. Vãi nồi, sao mắc liên tục vậy ta. Nhiều người hóng sao ngon mà mình hóng gì thì toàn mắc không ạ trời. Vãi liền anh em thấy không. Hóng 4 lần mắc mẹ 2 lần rồi. Vãi cái nồi. Kiểu này chứ xong nữa rồi, đậu xanh, dắt dữ vậy. Xin cái nọ má, xin cây nọ. Đi đây cái à. Cây, xin cây. Gì mất hai lần rồi vãi rồi. Cây khổng thức linh má ơi. Đậu xanh. Đào chửi cái này, má mình phải chửi mới được. Chửi mới được. Đang sắp đổi tốn tiền ạ. Đầu hồi trước bán một cây rồi anh em. Đầu xanh trước bán một cây 429 mấy rồi. Nó super cũ rồi. Rồi tiếp tục. Cái gì mà xịt không. Thôi á. Đồ tôi bóp tay luôn anh em. Đéo hiểu sao luôn anh em. Chiều luôn á. Đầu xanh anh em thấy không. Vai cân linh. Xịt nữa rồi. Hoang 5 lần xịt 3 lần. Vai linh. Thôi bóp tay luôn rồi. Hóng 5 lần xịt 3 lần. Không, bó tay. Đậu xanh thua. Hết đường. Hết đường anh em ơi. Thôi, ở video này thì Khải sẽ tạm dừng tại đây nha anh em ơi. Anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha. 5 lần rồi anh em, đậu xanh 5 lần rồi ấy. Thôi, xin phép ngừng video tại đây. Đó, lần sau mua tính sâu anh em ơi. Có được không binh thì tính tiếp. Không thì thôi.